Vì sao thời gian này, ôi trời ơi, cái keo bắn. Vì vậy trường, cọ xong, sạch sẽ. Ở đây thì mình sẽ để khô, mai chúng ta sẽ định đo và khàn lại. Hello, xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình đã sang ngày thứ 2 rồi. Cái bể vẫn đang phơi ở kia. Con rùa thì nó đang tắm nắng ở đây. Hôm nay thì mình sẽ khá nhiều việc. Thứ nhất là mình sẽ phải là đang mua sẵn con dao cắt kính rồi. Chúng ta sẽ cắt lại cái bể này và bắn lại keo. Khá nhiều việc. Nhưng mà trước hết là cho rùa nó ăn đã. Bể này nó vẫn bị hở nước các bạn. Rò khá nhiều nước rồi này. Rùa nó bị khô các bạn. Rồi mình sẽ cho rùa ăn nhá. Cho ăn xong rồi làm gì thì mới làm. Rồi, tranh thủ thời gian chờ nơi ăn thì bây giờ mình sẽ xử lý cái bể kia nhá. Bây giờ mình sẽ khá nhiều việc với cái bể kia. Rồi, với cái bể này thì nó bị nứt ở đây các bạn này. Nứt vỡ. Đây, thì mình sẽ để cái keo mình hàn thử này. Và bắn lại cái đáy này. Khá nhiều việc. Bây giờ trước hết là bắn cái keo bị kè đã.
và ăn thêm một lớp ngoài đây này. Chỗ này nó thấy kiểu nước nó phát tán, nó bị giò ra nhiều. We'll be right back.